Quý khán thính giả vẫn tiếp tục đón xem chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC qua phần trình bày của sư ngôn viên Linh Trịnh và Tuyết Nha. Thưa quý vị, lãnh đạo Toyota Akio Toyoda từ chức chủ tịch và giám đốc điều hành. Nhà sản xuất xe hơi Toyota Nhật Bản cho biết ông Akio Toyoda, giám đốc điều hành Toyota Motor Corporation, sẽ thôi giữ chức vụ người đứng đầu công ty do ông của ông thành lập, giao lại cho người đứng đầu bộ phận xe hơi hạng sang Lexus của mình khi công ty gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu chuyển sang xe điện. Công ty cho biết ông Koji Sato, 53 tuổi, giám đốc thương hiệu của nhà sản xuất xe hơi, chủ tịch thương hiệu hạng sang Lexus của Toyota, sẽ đảm nhận vị trí giám đốc điều hành từ ngày 1 tháng 4 khi ông Toyota trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Vấn đề ai sẽ tiếp quản từ ông Toyota, cháu trai 66 tuổi của người sáng lập công ty, ngày càng trở thành tâm điểm của nhà đầu tư. Nhưng thời điểm công bố kế vị là một điều bất ngờ. Dưới thời ông Toyota, nhà sản xuất xe hơi đi theo cách tiếp cận chậm đối với xe điện, lập luận công nghệ hybrid mà hãng đi tiên phong với dòng xe Prius vẫn quan trọng cùng với khoản đầu tư vào hydrogen. Hướng đi của Toyota đối với xe hybrid đã vấp phải sự chỉ trích của những nhà đầu tư và hoạt động môi trường. Điều này khiến cho nhiều người lo ngại Toyota sẽ bị tụt lại phía sau bởi sự trỗi dậy của xe điện trong tương lai. Người dân Hồng Kông tụ tập dưới gốc cây cam để cầu xin những điều tốt lành nhân dịp Tết Nguyên đán. Là một trong những hoạt động truyền thống của lễ hội mùa xuân, lễ hội chúc lành hàng năm của Hồng Kông bắt đầu vào Chủ nhật, với những người dân trong tâm trạng lễ hội sẽ chúc Tết Nguyên đán và tham gia vào các hoạt động đầy màu sắc ở vùng nông thôn. Tại quảng trường ước nguyện Lam Suen, du khách buộc những tấm thiệp ước nguyện vào những quả cam được chế biến đặc biệt trước khi treo chúng lên cây. Vì cam được cho là có bùa may mắn, vì phát âm giống như điều ước trở thành sự thật trong tiếng Trung Quốc. Những người khác ném báu vật trước cây điều ước để ước nguyện, hoặc đặt đèn hoa sen bên hồ để cầu phước lành. Rời xa sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, một trải nghiệm lễ hội mùa xuân ở nông thôn đã trở thành mốt mới. Có một bầu không khí lễ hội mạnh mẽ tại lễ hội chúc lành ở Hồng Kông năm nay và một lượng lớn du khách đã đến. Tôi muốn nhân cơ hội này để chúc tổ quốc của chúng ta thịnh vượng, sức mạnh và hòa bình. Ông Chen Lung Quân, người tham dự cho biết. Ngoài các hoạt động chúc phúc và ước nguyện truyền thống, tại lễ hội còn có nhiều người bán các loại quà lưu niệm. Nền văn hóa thị trường phong phú và đầy màu sắc cũng là một phần tạo nên nét quyến rũ độc đáo của Hồng Kông. Chung Yuk Man, một thành viên của ban tổ chức sự kiện nói rằng, tôi hy vọng điều ước của họ sẽ đến. Chúng tôi có một số gian hàng được chuẩn bị đặc biệt cho những người trẻ tuổi trong năm nay, vì họ chính là tương lai và hy vọng của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng các gian hàng có thể mang đến cho những người trẻ tuổi cơ hội khởi nghiệp và mang lại sự thay đổi cho nền kinh tế của Hồng Kông. Công ty Khánh Hà đồng ý trả lại 5 biệt thự di tích Lầu Bảo Đại ở Nha Trang cho nhà cầm quyền tỉnh. 5 biệt thự tại khu di tích Lầu Bảo Đại được chủ đầu tư dự án Bảo Đại Resort Nha Trang trả lại cho Khánh Hòa. Ông Nguyễn Tấn Tuân là Chủ tịch Ủy ban Khánh Hòa cho biết, ngày 26 tháng 1, đại diện lãnh đạo doanh nghiệp cổ đông công ty cổ phần đầu tư Khánh Hà thuộc tập đoàn Hà Đô, chủ đầu tư dự án Bảo Đại Resort Nha Trang xác nhận, đồng thời cho biết trả lại nguyên đai nguyên kiện, không đòi hỏi và tính toán gì cả 5 biệt thự tại khu Lầu Bảo Đại mà doanh nghiệp được giao theo dự án trước đây. Công ty đầu tư Khánh Hà được Chủ tịch Ủy ban Khánh Hòa giao hơn 13.6 ha đất với 8.9 ha đất di tích Lầu Bảo Đại và núi Cảnh Long với 4.3 ha mặt biển dành thẳng quốc gia và Nha Trang, thực hiện dự án kinh doanh Bảo Đại Resort Nha Trang, bao gồm 5 biệt thự cổ vào tháng 8 năm 2013. Trong khi đó, khu di tích Lầu Bảo Đại là khu vực thuộc di tích danh thắng quốc gia Vịnh Nha Trang. Tuy nhiên, trong lúc thực hiện, chủ đầu tư vi phạm bị thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa xử phạt hành chính đình chỉ việc thi công từ tháng 8 năm 2017. Sau đó, thì hai doanh nghiệp vẫn tiếp tục vi phạm và đình chỉ thi công từ tháng 8 năm 2018 tới nay. Dù vậy, đại diện doanh nghiệp Khánh Hà cho biết họ muốn được tỉnh xem xét sớm phê duyệt phương án điều chỉnh quy hoạch xây dựng dự án. Bởi lẽ, theo doanh nghiệp này, việc đình chỉ thực hiện dự án nhiều năm qua gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Trở lại, tháng 4 năm ngoái, hàng loạt giới chức lãnh đạo tỉnh, cựu giám đốc sở ngành của Khánh Hòa đều bị phạt tù về tội vi phạm quy định quản trị đất đai tại dự án sinh thái Tâm Linh Cửu Long Sơn Tự và biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chính Khúc ở thành phố Nha Trang. Đường sắt Tết Quý Mão đã thu gần 6 tỷ đồng.
Lễ hội đường sắt Tết Quý Mão năm nay thu 5,8 tỷ đồng, đón trên 585.000 lượt độc giả trong 5 ngày tổ chức. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Sài Gòn, đơn vị phối hợp tổ chức cho biết 41.000 cuốn sách được bán tại sự kiện. Các ấn phẩm bán chạy nhất là Đắc Nhân Tâm, Cây Cam Ngọt Của Tôi, Võ Văn Kiệt, Trăm Năm Trong Một Chữ Dân, Muôn Kiếp Nhân Sinh. Các đơn vị bán nhiều ấn phẩm nhất gồm Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thành phố Phương Nam Book và nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố. Doanh thu dự kiến tiếp tục tăng khi dữ liệu ngày cuối ngày 26 tháng 1 được cập nhật. Năm nay, lễ hội đường sắt Tết có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, diện tích gấp 4 lần so với năm 2022. Không gian được dời sang đường Lê Lợi, kéo dài từ Nguyễn Huệ đến vòng xoay Quách Thị Trang, quận Nhất, với hơn 20 đơn vị xuất bản, công ty sách tham gia, 38 gian hàng cung cấp khoảng 50.000 tên sách, gần 100.000 bản sách. Lễ hội cũng lần đầu giới thiệu các sách được gia công bằng chất liệu quý, bìa bằng da thật, chế tác thủ công. Phần logo tên sách được thiết kế mạ vàng, ruột in hai màu trên giấy đẹp, có đánh số thứ tự cho mỗi phiên bản sách giới hạn. Ngoài lễ hội sách Tết, đường sách Nguyễn Văn Bình quận Nhất cũng thu hút 50.000 lượt khách tham quan mua sách tính từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 1 là ngày 27 âm lịch mùng 5. Ông Lê Hoàng, giám đốc đường sách cho biết, tổng doanh thu dịp Tết ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2022. Lượng khách đạt cao nhất vào mùng 2, mùng 3. Bạn đọc chủ yếu là các gia đình đi cùng trẻ em, du khách nước ngoài. Nhà sản xuất trang phục của Bỉ hy vọng lễ hội sẽ bùng nổ sau dịch Covid-19. Những chiếc nón lông đà điểu khổng lồ là một trong những trang phục do gia đình Kirsten thiết kế cho lễ hội hóa trang Mardi Gras nổi tiếng của Bỉ. Và sau khi sự kiện này bị hủy bỏ do Covid-19 trong những năm gần đây, doanh nghiệp 120 năm tuổi lịch sử này của gia đình đang hy vọng sẽ được hồi sinh lại. Bắt nguồn từ thời Trung Cổ, lễ hội hóa trang Binch là một sự kiện đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới, một trong những lễ hội đường phố lâu đời còn tồn tại tại Âu Châu và lớn nhất tại Bỉ. Những người lớn tuổi nhất và tham gia chính trong lễ hội với hơn 1.000 người mặc trang phục thời Trung Cổ Gaulois với màu đen, đỏ và vàng của quốc kỳ Bỉ diễn hành tại trung tâm Binch, thị trấn với khoảng 30.000 người dân ở phía tây nam Brussels gần biên giới với Pháp. Các trang phục bao gồm nón lông đà điểu, guốc gỗ, chuông, mặt nạ sáp, những yếu tố mà gia đình Kirsten đã thiết kế và làm ra trong suốt năm thế hệ vừa qua. Fanny Kirsten, năm 7 tuổi, đã làm trang phục với cha mình trong 33 năm, chia sẻ: "Năm nay, chúng tôi kỷ niệm 120 năm ngày bắt đầu sản xuất những trang phục gọi là Gilles de Binch." Và bản tin vừa qua đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp ngày hôm nay do xứng ngôn viên Tuyết Nha và Linh Trịnh thực hiện. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu của quý vị khán giả và các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng đài truyền hình IBC TV. Xin kính chúc cho tất cả quý khán giả và những người thân yêu một mùa xuân mới thật vô lượng an lạc, hạnh phúc, cát tường như ý. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức tổng hợp trưa nay.